Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ trở lại, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.725 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.719,90 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.728,01 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục suy giảm, hiện tại với tỷ lệ giảm là 0,36%, giao dịch quanh ngưỡng 107,918 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ và giao dịch quanh ngưỡng 22.490 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thì cũng trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 1,25%, giao dịch ở mức 3,318% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,77%, giao dịch ở mức 88,715 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 2 tuần là 1.734,99 đô la Mỹ trên một ounce khi mà đồng đô la Mỹ đi xuống. Theo nhà phân tích thị trường tại City Index, Matt Simpson cho rằng lạm phát tại Mỹ có thể sẽ giảm mạnh, cho phép Fed tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn tại cuộc họp tháng 9. Điều này có thể giúp giá vàng vượt mức 1.740 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ sẽ được công bố vào lúc 12 giờ 30 phút theo giờ Mỹ và được dự báo sẽ tăng 8,1% trong tháng 8 sau khi mà tăng 8,5% trong tháng 7. Sự chú ý sẽ được hướng vào cuộc họp của Fed vào ngày 20 và 21 tháng 9 tới đây với nhận định rộng rãi là lãi suất sẽ tăng 75 điểm cơ bản. Dù vàng là tài sản dự phòng lạm phát, việc lãi suất tăng sẽ khiến cho chi phí cơ hội việc nắm giữ vàng tăng, trong khi làm tăng giá đồng đô la Mỹ, đồng tiền mà vàng được định giá theo. Về mặt kỹ thuật thì các nhà đầu cơ vàng giá lên vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Tuy nhiên xu hướng giảm kéo dài 4 tuần trên biểu đồ thanh hàng ngày hiện đang gặp nguy hiểm. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của các nhà đầu cơ giá lên là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc ở vùng 1.769,3 đô la Mỹ trên một ounce. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo của các nhà đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 7 là 1.686,3 đô la Mỹ trên một ounce. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã thấy thì mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước hầu như là không có nhiều biến động. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mở cửa sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 9 tại khu vực Hà Nội, niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,02 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Còn niêm yết trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66,2 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Còn tại tập đoàn Doji, niêm yết trên thị trường Hà Nội cũng tái lập ngưỡng 67 triệu đồng trên lượng sau khi mà tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch, lên mức 66,15 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Với mức giá ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường trong nước thì đang cao hơn giá vàng thế giới rơi vào khoảng 18 triệu đồng trên một lượng. Cùng với đó thì chênh lệch giá mua vào và giá bán ra vẫn được giữ ở mức cao khoảng 800.000 cho đến 900.000 đồng trên một lượng và chính điều này khiến cho nhà đầu tư trong nước hờ hững với vàng. Theo khảo sát tại phố vàng của Hà Nội như là phố Trần Nhân Tông, lượng người mua vàng khiêm tốn chủ yếu là người mua vàng tìm mua những sản phẩm trang sức cưới cũng như là nữ trang. Thế còn đến thời điểm buổi tối ngày hôm nay giá vàng trong nước biến động ra sao? Sau đây thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời này với vàng miếng SJC trong nước thì vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì điều chỉnh giảm nhẹ quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.625.000, bán ra 6.705.000. Tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra.
PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.635.000, bán ra 6.695.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.615.000, bán ra 6.695.000, giảm 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Phú Quý SCC mua vào 6.615.000, bán ra 6.695.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.620.000, bán ra 6.694.000, giảm 2.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. My Hồng SCC mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.615.000, bán ra 6.695.000, giảm 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác vẫn duy trì đà tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng, hiện tại đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000. SJC Huế mua vào 6.622.000, bán ra 6.708.000. SJC Bình Phước mua vào 6.623.000, bán ra 6.707.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.625.000, bán ra 6.705.000. STC Long Xuyên mua vào 6.627.000, bán ra 6.710.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.623.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng giảm nhẹ quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này giảm 21.000 đồng cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.110.000, bán ra 5.200.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.100.000, bán ra 5.160.000. Vàng 24K mua vào 4.978.9.000, bán ra 5.108.9.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 3.685.4.000, bán ra 3.885.4.000. Vàng 14K mua vào 2.823.6.000, bán ra 3.023.6.000. Vàng 10K mua vào 1.966.9.000, bán ra 2.166.9.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.